thực hiện mở đợt cao điểm tấn công, chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Ban chỉ đạo 138 tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố vận động gia đình, người thân, quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật và tham gia bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương, chú trọng tuyên truyền trên mạng internet, các ứng dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook, TikTok để quần chúng nhân dân biết và cảnh giác. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đồng loạt gia quân, ra soát, nắm tình hình, bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh tôn giáo, bảo vệ bí mật nhà nước, làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, tấn công đấu tranh chấn áp mạnh các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, tập trung đấu tranh với tội phạm tín dụng đen cờ bạc, gây rối trật tự công cộng, cướp, cướp giật, trộm cắp, cưỡng đoạt, lừa đảo, tội phạm vi phạm pháp luật do thanh thiếu niên gây ra, các điểm tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tăng cường phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, kiểm tra hướng dẫn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn và ùn tắc giao thông như vi phạm về tốc độ, vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện.